Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, sau hơn 30 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã thực hiện tái cơ cấu theo hướng xây dựng quy mô sản xuất lớn trong nhiều năm và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên hiện nay ngành nông nghiệp vẫn sản xuất theo phương thức nhỏ lẻ, manh mún. Thực trạng sản xuất nông nghiệp Việt như thế nào? Nguyên nhân vì đâu? Việc sản xuất nhỏ lẻ này sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào? Tất cả sẽ được làm rõ trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần ngày hôm nay. Trước tiên xin mời quý vị cùng xem những ghi nhận từ phóng viên VTV. Việt Nam có thế mạnh về kinh tế nông nghiệp với hàng loạt các mặt hàng nông sản đứng trong top xuất khẩu hàng đầu thế giới. Theo đó, 7 tháng đầu năm, nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu cao như gạo 1,96 tỷ đô la Mỹ, rau quả ước đạt 2,28 tỷ đô la Mỹ, các loại lâm sản chính ước đạt 5,03 tỷ đô la Mỹ, thủy sản ước đạt 4,63 tỷ đô la Mỹ. Cái nền tảng của cái nông nghiệp của mình đó, phát triển phải nói là hết sức tốt. Chúng ta có những cái cây trồng hoặc là vật nuôi chiếm thứ hạng cao thế giới, ví dụ như cà phê đứng nhất thế giới về mặt sản lượng, rồi là về lúa gạo, về thủy sản, về hạt tiêu, về cái sản xuất nhân điều xuất khẩu vân vân. Theo các chuyên gia, với mức tăng trưởng trung bình 3,5% trên một năm, nông nghiệp Việt Nam đang có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển. Cụ thể, năng suất lúa gạo cao nhất trong khu vực Đông Nam Á đạt 5,6 tấn trên 1 hecta, gần gấp đôi so với Thái Lan và gấp 1,5 lần so với Ấn Độ. Năng suất cà phê đạt 2,6 tấn nhân xô trên 1 hecta, cao gấp 1,5 lần so với Brazil, gấp 3 lần so với Colombia, Indonesia. Năng suất cá tra bình quân đạt 209 tấn trên 1 hecta, có ao nuôi đạt 300-400 tấn trên 1 hecta, cao nhất thế giới. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm cũng ngày càng lớn với tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực ASEAN. Một tinh thần là nông nghiệp Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội có thể khai thác, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải cùng nhau chung sức để đưa Việt Nam vươn lên vị trí hàng đầu thế giới về nông sản. Mặc dù có nhiều tiềm năng, lợi thế về kinh tế, nông nghiệp, song ngành nông nghiệp vẫn sản xuất theo quy mô nhỏ lẻ, manh mún. Với diện tích 1 hecta, anh Hoan chia thành 2 ruộng để trồng 2 giống mía khác nhau, diện tích nhỏ, máy cắt mía không thể vào. Anh phải thuê hơn 10 nhân công chặt mía, vì thế chi phí cũng đội lên đáng kể. Ví dụ nhà tôi, này, một mỏ mía này ít nhất tôi phải mất 7-8 triệu vào công. Nhưng mà nếu như may vào thì 50 tấn, ví dụ thế, 5-9-4-5 hay có 4 triệu rưỡi thôi. Còn đây là vùng trồng rau của doanh nghiệp Javi, diện tích chỉ khoảng hơn 1 hecta nên việc trồng, chăm bón, thu hoạch công ty đều phải thuê người làm. Trong thực tế là ví dụ như 1.000 cái diện tích mà mình đang có kia là của có chỉ 1.200 m2 thôi, cũng đã có 4 hộ dân tham gia. Tức là nó rất khó khăn trong cái vấn đề về việc là đa canh. Trường hợp của anh Hoan và công ty Javi chỉ là hai trong số rất nhiều ví dụ của mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, vốn đã và đang phổ biến ở Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có gần 14 triệu hộ nông dân đang sở hữu 78 triệu mảnh ruộng nhỏ lẻ, trung bình mỗi hộ sở hữu từ 0,56 đến 0,7 hecta và được chia thành 2,83 mảnh, thuộc hàng thấp nhất trên thế giới. Sau hơn 30 năm đổi mới thì hiện nay sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ vẫn là chủ yếu. Là sản xuất nông nghiệp của Việt Nam chúng ta còn manh mún, nhỏ lẻ. Cái này đúng không? Cái này do lịch sử để lại. Ví dụ trước giải phóng ấy thì ở miền Bắc đã vào được các hợp tác xã để quy tụ ruộng đất, nhưng sau cái khoán 10 thì lập tức chúng ta lại chia ra, đâm ra cuối cùng lại trở về manh mún. Ở phía Nam thì họ đã làm việc các hộ của nông dân là kinh tế hộ là chính, đâm ra thành là sản xuất là manh mún. Không chỉ trồng trọt mà hiện nay ngành chăn nuôi cũng đang rất nhỏ lẻ, manh mún. Hiện quy mô ngành chăn nuôi Việt Nam vào khoảng hơn 12 triệu hộ, bao gồm gần 8 triệu hộ chăn nuôi gà vịt, 2 triệu hộ chăn nuôi heo và khoảng 2,5 triệu hộ chăn nuôi trâu bò. Nhưng phổ biến nhất vẫn là tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ, chiếm tới 80%. Cụ thể, tỷ lệ hộ chỉ nuôi 1 đến 2 con chiếm tới 51%, còn số hộ chăn nuôi quy mô trên 50 con trở lên chỉ chiếm 1%. Anh biết là bây giờ, những ngành chăn nuôi giờ là 70% cái đồ con là do chăn nuôi nông hộ làm việc. Trong đó sản phẩm đạt 40%. Hiện tại bây giờ ta đã có 12 triệu hộ chăn nuôi hoạt động liên quan đến ngành chăn nuôi và có 22.300 nông dân trang trại. Bên
Bên cạnh đó, nuôi trồng thủy hải sản cũng đang phải đối mặt với thực trạng sản xuất nhỏ lẻ, khiến khó áp dụng công nghệ mới, chưa tạo được chuỗi sản phẩm gắn kết thị trường. Thực trạng của nghề cá Việt Nam, nghề khai thác thủy sản là đang rất manh mún. Theo các chuyên gia, chính sự sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu chuyên nghiệp này đã khiến cho doanh nghiệp nông nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển sản xuất và xuất khẩu. Thưa quý vị, việc sản xuất manh mún nhỏ lẻ đã và đang là rào cản chính khiến cho kinh tế ngành nông nghiệp không phát triển được. Câu chuyện được mùa mất giá vẫn xảy ra kể cả trong tương lai gần và việc ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất rất khó để triển khai. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây. Hợp tác xã nông nghiệp Việt Doanh có 17 hectare đất nằm rải rác tại 3 xã thuộc huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Do không có quỹ đất đủ lớn nên việc chuyên canh cho các loại cây ăn quả gặp rất nhiều khó khăn. Ông Đỗ Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hợp tác xã nông nghiệp Việt Doanh cho biết, do không làm được quy mô lớn nên việc tiếp cận với nguồn tín dụng cho nông nghiệp cũng rất khó khăn. Bây giờ là hiện tại của tất cả các thành viên chúng tôi là đang nằm trong cái tình trạng nhỏ lẻ. Ví dụ như là nhiều thì mới được có gần chục mẫu, mà ít thì 1-2 mẫu bắc bộ. Cho nên là mà tất cả các thành viên của trong hợp tác xã chúng tôi muốn có một cái quỹ đất thật rộng để chúng tôi làm, đồng thời cũng có một cái tiếp cận cái vốn làm sao đấy để chúng tôi là có vốn và có quỹ đất để chúng tôi lao động sản xuất, để chính phục vụ cho bản thân của các thành viên và cá nhân chúng tôi, nhưng cũng là để sản xuất ra những cái sản phẩm sạch để phục vụ cho xã hội. Các chuyên gia cho rằng sản xuất manh mún nhỏ lẻ sẽ khiến cho doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn lực, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất. Bây giờ nông dân cứ manh mún như thế này, doanh nghiệp vào làm rất khó. Chính vì vậy cho nên là cần phải thành lập cái tổ nhóm hoặc hợp tác xã để đứng ra đại diện cho một nhóm hộ sản xuất. Lúc đó có mấy cái lợi. Một là có thể anh đưa một cái tiến bộ kỹ thuật mới vào được, đưa những sản phẩm mới vào, thì lúc đấy nếu như anh một người đi mua thì là giá rất cao, nhưng mà mua quả cho cả hàng trăm hàng nghìn người thì lúc đó sẽ cái giá sẽ hợp lý hơn. Thứ hai là những hộ nông dân tự kiểm soát lẫn nhau. Thứ ba nữa là đáp ứng được cái đơn hàng của doanh nghiệp đặt. Các chuyên gia nhận định sản xuất nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ sẽ làm tăng chi phí sản xuất, khó kiểm soát chất lượng và cũng khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Tư lệnh ngành nông nghiệp cho rằng quy mô diện tích đất nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ sẽ khiến cho ngành nông nghiệp Việt Nam khó có thể hội nhập được thị trường quốc tế. Giờ phút này nền nông nghiệp Việt Nam chúng ta vẫn dựa vào quy mô hộ nhỏ lẻ 13,8 triệu hộ. Chúng ta có tới 74 triệu mảnh ruộng nhỏ. Nếu như để tự người nông dân sản xuất, không thể nào người nông dân mà hội nhập được với thế giới. Mà chúng ta phải tổ chức sản xuất lại. Tổ chức lại sản xuất thì bên cạnh cái thành tố là doanh nghiệp thì phải có chính những tổ chức của người nông dân. Chúng ta sẽ co lại người nông dân, đoàn kết lại, xây dựng thành các cái tổ đội, thành cái hợp tác xã kiểu mới. Muốn làm có cái sản phẩm để mà xây dựng xuất khẩu và tiêu dùng trong nước thì cái quy mô ít nhất là phải từ 5 đến 10 hectare trở lên. Trong khi đó chúng ta có gọi là li ti, những cái vài sào mấy trăm mét vuông thì không bao giờ làm được. Hậu quả của một nền sản xuất manh mún nhỏ lẻ là sản xuất theo đại trà, không theo quy hoạch, nên việc giải cứu nông sản vẫn là câu chuyện có thể xảy ra trong tương lai gần. Nông nghiệp Việt Nam chúng ta hiện nay thì có thể nói là mạnh ai nấy làm. Nông dân thì mạnh ai nấy trồng. Cũng không ai cấm ai. Mà trồng rồi là thấy người kia trồng bán được thì những người khác bắt chước trồng theo. Thấy người ta nuôi cá, người ta bán được. Các ông khác là các nhất là đại gia là, cũng là đầu tư ra nuôi cá, thì cuối cùng cá nhiều quá, bán không được. Cây trồng cũng vậy, bán không được. Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, quá trình tích tụ đất đai diễn ra chậm chạp cũng gây cản trở người dân và doanh nghiệp đầu tư dài hạn cho nông nghiệp. Trong khi đó, chủ trương của chính phủ là tích tụ đất đai quy mô lớn để áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Thực tế cho thấy quá trình tích tụ tập trung đất đai diễn ra còn chậm, đất đai manh mún đang là yếu tố làm chậm tiến trình chuyển dịch nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa, giảm hiệu quả sử dụng đất đai, năng suất lao động. Mà theo báo cáo mới nhất của ngân hàng ADB cho thấy sản lượng nông nghiệp bình quân trên mỗi lao động Việt Nam chỉ bằng 1/3 của Indonesia và chưa bằng 1/2 so với Thái Lan và Philippines. Tích tụ tập trung ruộng đất để có những cái mảnh đất lớn để có thể đầu tư áp dụng khoa học công nghệ và
chuyên canh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa cái khu vực nông nghiệp, nông thôn là một cái yêu cầu hết sức bức bách để nâng cao năng lực, nâng cao chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh của nền nông nghiệp Việt Nam nói riêng và góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu sự liên kết là một trong những nguyên nhân khiến các loại nông sản rơi vào tình trạng bấp bênh. Việc tổ chức liên kết chuỗi sản xuất được coi là giải pháp tối ưu giúp cho ngành nông nghiệp có thể bứt phá trong thời gian tới. Thưa quý vị, mặc dù chính sách dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất đã được thực hiện khá lâu, nhưng tới nay diện tích đất nông nghiệp vẫn rất manh mún. Nguyên nhân vì sao lại như vậy? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất rau quả để cung cấp ra thị trường trong nước và xuất khẩu, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, thời gian qua hợp tác xã Thái Sơn không ngừng mở rộng diện tích sản xuất. Tuy nhiên, việc mở rộng cũng liên tục gặp phải những khó khăn do nguồn đất bị hạn chế. Thứ nhất ấy là cái việc mà gọi là dồn điền đổi thửa ấy, là nó chưa thực hiện được đồng bộ. Lấy ví dụ cụ thể như là khi mà mình về đây mình làm ở vùng Hòa Bình thì đã có những trường hợp là mình làm với có giai đoạn là mình ngồi mình trao đổi với 10 hộ dân chỉ để có tổng cái diện tích có 1.500 m2, rất nhỏ, và họ không dồn điền đổi thửa ở vùng này. Không phải chỉ riêng hợp tác xã Thái Sơn, mà đây là khó khăn chung của hầu hết các doanh nghiệp khi muốn mở rộng sản xuất trong nông nghiệp. Nếu mà nói về nguyên nhân về manh mún ấy, thì chúng tôi có đề cập ấy, chính vì sau khi cái chính sách khoán 10, người ta vẫn nói là một cú hích trong nông nghiệp của Việt Nam ấy, bởi vì cái ý thức mà chúng ta sản xuất ở theo hợp tác xã, sản lượng năng suất rất thấp, không cao, cũng chỉ vì cái tồn tại là nó còn nhiều cái bất cập. Thế khi khoán 10 ra khoán lại cho nông dân ấy, thì lập tức sản lượng năng suất lên rất cao. Và ở miền Nam thì đã sản xuất theo nông hộ rồi. Đến khi thống nhất đất nước ấy, thì tất cả hầu như nông nghiệp của Việt Nam sản xuất chủ yếu vẫn thuộc vào nông hộ. Các nông trường của quốc doanh của nhà nước thì làm ăn thua lỗ, hầu hết là do công tác quản lý. Thế nên là bây giờ chúng ta mới thấy là để mà sản xuất hàng hóa, để mà tính đến chuyện mà xây dựng vùng nguyên liệu để mà xuất khẩu hoặc là chế biến thì chúng ta gặp khó khăn. Mà vấn đề mà tích tụ ruộng đất thì nó lại liên quan đến vấn đề là chính vì nông hộ, những cái sổ đỏ, những cái sổ hồng đã cấp cho nông dân ấy, thì bây giờ chính cái tích tụ này rất khó khăn. Hợp tác xã thì không thể quản lý nổi mà cũng không thu hút được, nên đây là cái khó khăn thứ nhất. Theo các chuyên gia, sở dĩ việc sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ như hiện nay là do ở nước ta nền kinh tế hộ gia đình là chủ yếu, việc tích tụ ruộng đất chưa gắn kết đồng bộ giữa kinh tế của nông hộ, các hợp tác xã, hệ thống doanh nghiệp với khoa học công nghệ và thị trường nên chưa thực sự mang lại hiệu quả mong muốn. Nhận thức của người dân về tích tụ ruộng đất còn chưa đầy đủ và có tâm lý cầm giữ. Tại vì nông dân là đa số các bác từ 40-50 trở lên, họ ảnh hưởng rất nhiều về cái định nghĩa hợp tác xã ngày xưa là do nhà nước quản lý. Nhưng hiện tại thì nhà nước cũng đã thay đổi rất nhiều về hợp tác xã, nên đa số là họ cũng chưa biết nên họ cũng rất là hoang mang. Nên mình cũng thuyết phục họ rất là khó khăn trong việc liên kết hợp tác xã. Trên thực tế, sự liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp và nông dân còn lỏng lẻo do nhiều doanh nghiệp đã liên kết ký hợp đồng tiêu thụ nông sản với người dân, cũng như các hợp tác xã ở các tỉnh, thành phố thu mua nông sản. Tuy nhiên, có những thời điểm khi vào vụ thu hoạch, nông dân vẫn còn tâm lý găm hàng, chờ giá hoặc thấy giá bán ở ngoài thị trường cao hơn, hấp dẫn hơn so với giá cố định mà đã ký với doanh nghiệp từ đầu vụ, thì ngay lập tức họ bán hàng cho thương lái để thu lợi nhuận. Bên cạnh đó, có nhiều doanh nghiệp hợp tác xã muốn mở rộng quy mô sản xuất nhưng lại vướng ở nguồn vốn. Thực tế, nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi cho việc phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, việc tiếp cận những ưu đãi này còn rất khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng. Về thủ tục của để mà thực hiện ưu đãi này còn rất nhiều khi chúng tôi thấy rõ cái điều này. Một dự án muốn nhận được cái đồng tiền hỗ trợ thì phải mất 16 bước, khoảng 40 cái thủ tục. Rất dường là. Và như thế nó mang nặng cái hình ảnh của cơ chế xin cho. Ngoài ra, các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong nông nghiệp còn bất hợp lý. Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển vẫn chưa thực hiện nghiêm túc ở một số địa phương. Điều này khiến cho hoạt động sản xuất nông nghiệp gặp phải nhiều khó khăn. Thưa quý vị, chính những hạn chế như trên đã khiến cho nền nông nghiệp Việt Nam vẫn còn manh mún nhỏ lẻ, do đó các sản phẩm nông sản không tiếp cận được các thị trường khó tính. Vậy đâu là giải pháp cho nông nghiệp Việt Nam?
Làm thế nào để đưa nông nghiệp Việt Nam thoát khỏi tình trạng manh mún nhỏ lẻ này? Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích những nội dung này trong chương trình xuất nhập khẩu số tiếp theo. Còn bây giờ chương trình xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.